Dạ ông bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh An Nhỏ Miền Quê. Thì mấy hôm nay mình cũng không có quay clip lên để cho cả nhà cùng xem. Tại vì buổi chiều thì có một bữa chị Hồng chỉ mắc công việc nhà, chị không có vô á. Rồi ngày hôm qua thì khách đông quá, cái mình có mình mẹ chị Hai với cô Năm mà, cái là không kịp nên là mình không có quay được. Bữa nay mình sẽ quay trở lại cảnh gia đình của mình buôn bán cho cả nhà cùng xem. Thì chị hôm nay cũng như mọi ngày mình cũng làm gỏi cuốn nè, chiên bánh xèo, bánh cọt. Thì lúc nãy mình cũng đã chiên được 100 mấy chục cái bánh cọt để đi giao rồi. Gỏi cuốn thì mình cũng đã có cuốn để trên tủ sẵn á. Giờ mình cuốn thêm một ít nữa. Thì bữa nay mình cuốn cái thịt nọng nè, mà cái cục thịt nọng này ngon ghê. Bột nạc mỡ ha. Dạ, một lớp nạc, một lớp mỡ luôn, cái cục thịt nọng ngon lắm luôn á. Ở đó giờ mua được cái cục thịt này là lần đầu tiên, nhưng thấy mới ngon luôn á. Chắc thịt cho chị Hồng cuốn mềm, tại vì một người cuốn thì tay đều hơn, còn lâu lâu cái mình vô một cuốn cái nó không đều tay. Này chẻ làm đôi hay để gì luôn chị? Làm đôi. Chẻ làm đôi đi ha. Để cho nó bự quá, vừa khó sắc mà vừa khó cuốn nữa. Cô Năm cô mới vừa chạy vô nhà. Còn mẹ mình thì đi nấu cơm. Để xíu nữa mình ăn cơm chiều. Ngày hôm qua thì mình nấu cái gì em quên rồi ta, nấu bánh canh. Nấu bánh canh. Bữa nay mình ăn thịt vịt kho. Mẹ có cho mình một con vịt á, mình đem mình kho gừng. Vịt của mẹ kho gừng ngon á. Dạ, vịt kho gừng ăn ngon lắm. Rồi cái mẹ chặt theo trái dừa nạo. Tí nữa cái mình kho xong mình cho nước dừa vô, cái nước nó ngọt đậm đà mà cái màu vịt nó cũng đẹp nữa chị Hồng. Ừ. Nó sắc lại á. Hồi sáng này chị Hai có lên để chặt, chỉ cho lá chuối. Với chị hái được một mớ lá cách, mà lá cách nhà trồng á. Lá cách non mướt luôn, ngon lắm. Nó ngon, ăn bánh xèo ngon. Ừ. Chỉ cho. Rồi chiều nay chắc mắc công chuyện gì không thấy chị lên. Hồi sáng chị lên chơi lâu lắm. Hồi sáng chị lên thì em chiên bánh thằng em giao cho mấy chị ở chợ. Ừ. Sáng cái mình đi lấy rau, cái mình giao bánh luôn. Vì tiện á. Tiện ghê chị. Hôm nay làm vậy cũng được gần cả tuần rồi đó. Sẵn đi chợ. Sẵn đi chợ luôn. Cái giao luôn, người 20, người 30. Cái sáng em ngủ dậy xong em chiên bánh thì em mới đi. Còn nếu mà bình thường không có chiên bánh á thì sáng 5 giờ làm thức dậy cái em đi chợ về là nghe sáng còn làm chuyện nhà. Mà lúc này có đặt bánh tới 9 giờ mới tới chợ. Sáng ra em còn mắc chiên mà. Sáng ra còn phải chiên nữa. Nó hơi lâu. Chắc đợi cả chút nữa sắc nữa. Ừ. Sắc nhiều quá mình để nó bị khô. Lấy cái thừa hai đầu này để cho con mèo với con chó chèo nó ăn cơm. Phần cho hai chú hả? Ừ. Ăn chiều cho nó ăn cơm. Cô nói cậu mua gỏi cuốn của mình là chưa về đó hả? Chưa, đi qua bển kiếm dưỡng tám này vậy. Có dưỡng tám bển á. Cái coi đó nạt xong rồi em xắt mấy cái mỡ mỡ này vô nè, rồi cái nào nạt quá cái mình chèm vô. Ừ. Cho nó mềm. Thịt nạc không quá, cũng không ngon. Không ngon thiệt. Nó sảm. Công nhận cái cục nọng nay ưng ý thiệt. Nào giờ chị cũng mới thấy nó vừa nạc vừa mỡ vậy chứ. Ừ. Thường thịt nọng là nó mỡ không à. Cô Năm. Con Năm ra rồi. Con cuốn thêm nãy bán hết rồi á. Còn có mấy cuốn hơn cuốn thêm. Nãy bán còn có. Cô Năm ăn gì vậy? Bốn cuốn. Bởi hồi nãy trẻ thử con Đức á. Ừ. Dạ. Rồi chị ấy em đi bán đồ cái nha. Ừ. Nãy giờ mình làm bánh, mình cũng bán giao hàng cũng xong hết rồi. Giờ gia đình của mình ăn cơm. Nãy cô Năm chặt thịt vịt ướp nè.
Kho cái thịt vịt sắc xuống nhìn ngon vậy. Mình chấm với rau sống. Ăn cơm chiều với món thịt vịt kho gừng. Vịt nhà nấu ngon lắm chị. Chén của chị làm như nhiều hơn. Em ít xíu thôi nha chị hai, em không ăn nhiều cơm. Rồi nhiêu đó của em được ạ. Mới theo số ký hay gì thế mẹ. Mới theo số ký. Đúng rồi, câu năm nhiều ký hơn nếm là nhiều hơn. Nếm này hàng chi ngỏng ngỏi nói. Cơm anh kia ha. Dạ, cho rộng. Mời cả nhà ăn cơm gia đình. Mời cả nhà ăn cơm với nhà gia đình mình cho vui nha. Ăn đây chị ơi. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình. Mời cả nhà cùng dùng cơm với mình. Vô luôn em. Em vô chứ. Em đợi chị ăn cái thì em mới vô. Vô em ơi. Coi cây ngon dữ thì em mới vô cho lẹ. Hồi nãy chiên bánh khọt á, em qua đợi cái em ăn cái. Đứng thơm quá chị không nổi. Hồi xa hồi từ lúc chiên về ăn giống cả chục cái rồi chị. Thấy cái màu giờ còn bấm. Vậy bữa nay hết lời rồi. Ăn hết hả? Ừ. Thịt vịt kho gừng nè. Cái màu đẹp quá, người ta mình kho nước dừa á. Nên nó sắc xuống nhìn ngon. Thơm. Chị Hồng nói thích ăn cái hàm dưới hay gì kìa. Ăn hàm vịt á. Cô Năm. Cô Năm mới thích ăn hàm dưới. Cô Năm thích mà giờ hết thích rồi. Hồi nó thích giờ hết thích. Cái hàm dưới có chị hai thích ăn gì? Ăn mạt à. Thích nghe mát thiệt, mới vừa đưa lên cái mỏi là em không thấy. Thích nghe chị. Mềm không? Mềm lắm vậy. Tại con kho bằng cái cục than á. Nóng nhiều. Ăn đi chị Hồng. Để chị hai chỉ chọc chị gì ăn không được. Đẹp quá. Ủa này cái hàm dưới hả chị? Ừ. Thôi con không chịu cái lưỡi. Chị con nói quá trời, em cái lưỡi sợ nói đó. Mời ông bà cô chú và tất cả các bạn cùng ăn cơm chiều với mình nha. Có cái em thích ở kế bên đó. Câu câu phải không? Ừ. Ngồi đó mẹ. Đứng đầu chị nói thích em. Nãy giờ mấy em nói muốn nghe muốn chết luôn mà chưa. Ngày đó thứ hai mua đồ mới xong. Ngày đó là ngày nào? Ngày mà bị chê á. Bị chê mặc đồ không đẹp. Chị hai chị nói vậy chắc là hôm nay chị có tình ý gì nên chị nói em thích vậy. Biết cái ngồi đâu cũng khác khác lại gần hả? Mà chị chịu không? Để chung thì cũng được chị. Chị thích đó chung dùm đi. Sao con nói? Đó. Chị không chịu đi chung. Đừng lăn. Vịt mềm ngon thật á. Có nước dừa thơm á. Gấp vô đi chị hai chị Hồng. Cô Năm. Em lấy vô. Ngồi đó đi. Còn nhiều cơm lắm nha. Ngồi nó sâu á. Được rồi chị chưa ăn xong rồi. Chị chơi để ngay dĩa thịt án nha. Mày ăn. Che lại à. Che lại làm em ăn được. Nói chứ em cũng chàm qua luôn được à. Cơm bới nãy là cắt cũng ngon hơn. Tôi phải sát bên thì mới được. Nó này cũng mềm ngon thiệt cô Năm. Ngon. Nó mềm thì ngon à.
Hồi nãy múc cho Dưỡng Năm miếng chắc chưa mềm. Mềm. Miếng chưa Dưỡng Năm nóng lại. Nãy không có lúc đó chưa mềm không luôn đâu. Cái mềm nó bớt mặn như mặn ngày chợ Dưỡng Năm chê lắm. Thôi phải mặn cũng ngon, cái khoai lạc cũng không ngon. Ăn ngon quá. Cô Năm có chặt ngon hơn khéo vậy. Vừa luôn. Cô Năm làm những khéo vậy. Cô bằng chị Hai. Cô Hai cũng khéo. Làm được mới. Nói chung là ai cũng khéo hết á. Bỏ xã chị Hồng dẫn đi. Chị Hồng kỹ. Dạ cho mình hợp chơi chung được chứ hai. Gì ngồi nhìn tính nói gì nữa. Liếc qua là được cái nữa. Chỉ thì kể, em thì ẩu. Chỉ có chơi đại. Chị à, nó không có ai chơi đại đi rồi. Kiếm đủ là. Chị kỹ quá cũng không ham thật. Con với từ nghe thì ẩu. Cái gừng ăn ngon quá. Còn nhiều thịt lắm đó nha. Ăn rồi còn dư múc nữa. Chị bới thì tại đi em bưng bên kia luôn. Đây mình nằm quá. Nhiều quá chị cơm nhiều. Ngon vậy, ăn ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Thế mình siêu à. Làm đồ ăn ra mà ai ăn nó cắt nữa rồi. Nó vui. Nó cắt. Chuyện mình gấp cho chị mình cực lạc. Cái gừng này ăn nó dẻo kìa. Gừng gò công á. Gừng thêm ba gì. Hồi đó lấy giống về tới nay còn á. Cha tặng bê lực nhẽo ghê mà. Mà ngon nữa. Nó nở ra mấy bụi vậy. Cái củ bự hỏi em cho giống gì còn. Giống quỳnh ba phải không? Thì còn. Để mất giống ngồi anh ba. Chiều ăn đông vui. Ê, vui gì vậy? Mày thích ăn có xương xương à? Xương công nạt nạt cái cục này nạt thịt chấm nó cá hợp lắm nè. Chị đi hái hồi chắc em ăn hết dễ quá chị. Con nhiêu thịt mà nè chấm nước ăn cũng ngon á. Ngon lắm. Ngon lắm thịt. Ngon lắm. Ngon lắm. Rồi không nói lên gài luôn. Rau vườn, cây nhà lá vườn ngồi ăn mát lạnh luôn. Mà ăn vui này ngon à, đông vui ngon. Còn mình ngồi ăn ngon. Bữa hôm mẹ cũng cho ăn vịt làm món gì quên rồi chị Hồng. Không lẽ kho gừng. Cũng kho gừng đó. Cũng kho gừng nữa hả? Không lẽ kho gừng. Ăn cái cách này hợp ngon, nó hợp với vịt. Với cơm nữa đi. Ăn rau hết rồi. Ăn thịt đấy. Chờ bụng về ăn với chồng. Chạy về. Thôi nay không ăn cơm. Giảm cân. Nên ăn rồi hả? Giảm cân. Có nước cốt dừa mà. Mấy ngon. Chấm này cũng được. Xào thịt bò cũng ngon. Em xào chưa biết bò. Ăn đó. Thịt bò sắc nhuyễn vô xào nước cốt dừa. Ừ.
và kho nước cốt dừa chấm lá cắt với đậu anh lăng là ngon dữ lắm rồi. Mơ là ăn thịt gà kho nước cốt dừa nha. Thấy không thấy nó đâu có gà gì lắm. Nó rủ lên ăn thịt gà với chị. Nó có cho hay không? Cho rồi, mặn rồi. Hay là bắt đại vì thấy nó ra vòng vòng đây nè. Trời gà cho bắt. Trời ơi. Nó cũng nghi nghi không lẽ nó cho hoài. Rủ lên mà còn cái ái tay vậy đó, muốn xem chết nữa chị. Thấy nó cho mà gà mái này đẻ. Mấy con, giống nhóm ăn nhỏ cũng giờ anh thấy lắm rồi nha. Nhóm nó bự lắm. Gà dịch, nó gà bự. Dịch làng phủ về. Dịch thì mẹ con. Dịch thì mẹ. Em mần rồi thiệt à. Mẹ con gấp dịch. Gà nồi 2 ký mấy người 3 ký. Thì làm gì ạ? Thì kho nước cốt nãy mới rủ chị lên kho nước cốt mới lấy cách ăn nè. Chiều mới. Cũng giờ này nha. Vậy là sáng mơ chắc nhịn đói. Cũng khỏi bàn. Trời đất ơi. Khỏi vậy mới nhớ. Con sẽ kéo dài tới chiều. Việt Nam dễ nói gì cơ cũng đâu đã con phải nhớ rồi. Con rõ rõ vậy con nghĩ trong đầu con mới nhớ. Làm ghi điểm danh vậy. Dạ. Vậy tối nay vậy đi nghỉ điểm ngay cục nào rồi vô là điểm đi. Đâu phải nhìn bằng ánh mắt. Nhìn bằng ánh mắt. Chị chắc cái điểm ngay cục nào rõ sao đâu thấy cái điểm. Coi cục nào mình ai gấp ngay để lựa lựa kì. Thì con cũng nhìn bằng ánh mắt thì cho mình chỉ cái ngày ngày. Thì chị Hồng nãy đâu, đâu nhìn ngay vậy đâu có được, chị phải ly qua ly lại chứ. Nhìn ngay đã phát hiện rồi. Thịt gà và kho mềm thì em nghĩ ăn chắc ngon lắm nè. Giờ nồi á. Hôm nào mình cũng phải ăn vậy. Mà cũng lâu lâu rồi. Hồi lần đầu tiên gặp chị Linh á, là lên nhà chị Linh chỉ cho mình ăn gà kho nước cốt, là kể từ đó về em mới kho gà nước cốt chơi xưa giờ mấy chục năm em cũng ăn cái đó nha. Linh ngon quá em chị hả? Là em mới biết món đó chứ đó giờ em không có ăn. Lần đầu tiên gặp nhau á, Việt Nam mà kho suốt á, gà mà ông xã kia một miếng kho vậy á, ăn cốt em chấm rau nè. Mẹ đơn bế nữa cho. Được rồi. Kìa, con chúc rồi, chị Hồng mới nói nha. Bữa nay mình còn gỏi cuốn với còn mấy cái bánh khọt nữa là hết rồi nè. Tiệm bánh mini của mình nè. Mình có để cái thùng trước để nước ướp lạnh nữa. Để nhiều khi không có để cái khách không biết. Mình bán bánh cái bán nước luôn. Lúc này trời trưa nắng nóng ghê luôn á chị Hồng. Bán nước giải khát được. Ở ngoài sau có bác Tư xuống chơi nên là cô Năm với mẹ đang nói chuyện với bác Tư. Mình với chị Hồng mới ăn trước nè. Mới vừa phụ dọn dẹp ra chỉ đang rửa. Đó. Mẹ lấy nước cho Tư uống cái gì vậy? Mình bán bánh nhưng mà tiệm tạp hóa của mình vẫn đầy đủ đồ nha. Rồi giờ mình cũng tắt máy để phụ chị Hồng rửa cho nó nhanh. Cho chị Hồng về sớm khuya còn thức dậy để đi lấy đồ. Sáng bán bánh mì với bún sớm nữa. Hôm nay bán được không chị Hồng? Hôm nay bán cũng được rồi hả? Dạ. Hai chị em ở hai đầu. Ai thích ăn bánh quê, ăn vặt, chè, rồi bánh mì, bún gì thì ghé chị Hồng buổi sáng. Còn ai mà thích ăn đồ, thích ăn bánh xèo, bánh khọt với đồ nhậu thì buổi chiều ghé em mới có. Món này kêu bằng món nhậu luôn á chị Hồng. Thấy mấy anh thường đi nhậu ghé mua không à. Ta khỏi cần làm. Rồi clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Khách yêu mến chị em của mình thì nhớ ghé ủng hộ
để chị em mình có động lực buôn bán rồi ra nhiều clip hay hơn nữa. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian theo dõi video của mình. Còn bây giờ thì chị em của mình xin chào và hẹn gặp lại.